Vâng, mình chào quý vị. Hôm nay bọn gia đình vượng lại xuống thăm vườn bạn Hùng ở dưới Phúc Thọ. Ở đây là làng Thanh Triều, Phúc Thọ. Xin chào bạn Hùng nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe nhé. Chào anh em trên toàn quốc sức khỏe, may mắn nha, hạnh phúc nha. Ok. Chào. Thăm vườn bạn gái lâu lâu hôm nay lại xuống tham quan. Vườn cây đợt này đẹp quá. Xin chào nhé. Rồi. Anh ở kênh nào ấy? Anh bọn gia đình vượng. Quay thời tiết đẹp quá gì. Hôm nay trời nắng ráo. Bây giờ thì chiều tà rồi. Ánh nắng chiều thu thì nó vàng. Anh uống đi. Thấy có anh YouTuber đây sang nghe anh đi. Ui. Những cây rất già rất đẹp. Nắng chiều vàng cuối thu dọi vào. Tranh thủ có tí nắng. Nắng chiều. Đây quý vị nhé, một cây xanh cổ. Đấy, cây xanh năm điền như thế này, nay mai này đang rất tiềm năng. Những cây xanh cổ như thế này giờ lại đang lên ngôi đấy quý vị ạ. Bông tàn quá đẹp rồi. Tháo cái cây ôm đá ra tí để quay thế nào. Cây xanh quế cổ này thì được cái nó già nó chi răm này các bạn này. Đấy, bông răm của nó đây nhé. Đó. Bộ bông răm phê lắm các bạn ạ. Bạn ấy giữ được nguyên cái nét cổ của cây rất giá trị. Ôi, nắng nó vàng rực rỡ, nắng vàng cuối thu. Ôi bông rằm đẹp chưa, bông đẹp quá. Cái thân pháp chính của nó ở bên này các bạn. Đây các bạn nhìn cái độ già cây bên này này. Độ chùn, độ lu đây bên này này. Nuôi thời gian nữa thì nó kéo, nó biến hóa cái này thì cũng ghê đấy cái gốc. Giờ nó đang ngược nắng này, bọn gia đình vượng mà trồng lên cái là nó chói trực tiếp vào. Đấy, nắng đấy. Để quay cho các bạn xem một cây tán tầng của nhà bạn Hùng. Đây một cái này được trong vườn nhà bạn sẽ tương lai sáng ngời. Sẽ là một cây rất quý. Bây giờ đang trong cái giai đoạn chăn nuôi. Các bạn Hùng đi chơi khắp nơi về nhìn lại cây này thì cũng thấy cây này kinh điển bạn Hùng nhỉ. Nay mai cây này là một trong những cây tiềm năng. Thân pháp này, nó đường chạy này. Lát nữa bonsai linh vượng quay các bạn bên kia thấy mấy cái đường chạy của nó ghê gớm ra làm sao. Đấy, cái mặt bên này mai sẽ là cái mặt tiền này, mặt sâu cây. Ai chả, cái tay này nó quăng quật đẹp ghê đây này. Giá trị. Đấy, thích nhất cái tay này. Tay một này là mới giá trị. Quăng quật quái kinh. Đấy, các bạn nhìn. Đường chạy khó chịu chưa. Thích nhất cái tay này, giá trị ăn tiền.
Đấy, giá trị ăn tin ở cái tay này các bạn ạ. Nó to, mà nó quằn quại. Bạn Hùng đứng vào đây cái để tôi cho mọi người so sánh cái cây này với cái biết là cây này là to như thế nào. Đứng đứng sang góc cái này. Đấy, khi bạn Hùng đứng vào này, các bạn mới so sánh được cái cây này. Bạn đứng lui sau tí cho hở cái cây ra. Rồi, ok. Đây. Các bạn nhìn thấy cái cây chưa? Đó. Nào, thả like, thả tim người thế nào, cười tươi chứ. Có cây đẹp thì phải sướng, phải cười chứ. Rồi, ok bạn, cảm ơn. Đấy, bạn Hùng có một cái... tương lai sẽ là một siêu phẩm đây rồi. Thôi mua này thì bóc bỏ cái lông ra rồi. Cái này là cái gì đấy nhỉ? Si đá. À, cây si đá. À, cái bộ bệ khiếp nhỉ. Cây mấy đá nó hòa quyện với nhau rồi. Quá là một rồi. Rồi, ngắm lại cái bộ bệ cái này đẹp này. Thân tháp được. Đó, cái này cho lên view này mới đẹp. Cái này là mịn. Cái này là một cây xanh năm liền. Hai thân. Nhưng cái này rất mịn các bạn. Là một cây xanh năm điền láng trực rất to. Đó là một cây xanh quê. Cũng một thời oanh liệt. Đấy, nhìn già chưa? Ôm cả xoang gang ngày xưa ta. À, ngày xưa ôm cái xoang gang ở trong này đúng không? Ừ, đấy, đấy, đấy. Một cây thân dễ tạo nên cái vách đấy, các bạn đã nhìn thấy thân nó toàn những thân pháp, nó cái dễ nó buông xuống nó tạo thành vách. À, đây là một cây xanh lá nhựa này. Xanh quê nhưng lá nhựa, dòng lá rất đẹp, phẳng, dày, xanh đen. Có cái tay hoành nó lao ghê quá. Đang bị cháy à? Để xử lý thôi. Xử lý cái phần cháy. Một con trực hoành. Đây là một con si, cụ si này, si cổ. Cái này chuẩn bị thay chậu hay để nguyên này? Chuẩn bị thay chậu. Con gà nó mịn hết. Cho ai yêu thích cái loại si cổ. Đây là cây si búp hồng nhỉ? Yeah. Ừ, búp hồng này mai ra nó sáng nó đẹp.
Ái chà. Kinh. Con này có cái cốt trộn lâu năm nhỉ, cuộn tròn nhỉ. Giờ thì đang tùm chưa thấy cái gì cả. Con cũng con tán đấy chứ. Con này ghê gớm đấy, nhưng bạn đang ủ mưu, đang nuôi tôm sổ. Ái chà, con này được đấy. Ngày mai cũng nhọc tiền với con này đấy. À, cột kèo đẹp hết đấy. À, lại mới mua thêm con này hả? À, được lại vào ghê nhờ. Được lại đang vào mạnh. Một cây xanh đâm điền, xanh cổ. Cái này được cái bệ đẹp. Da thì vàng. Sáng. À, cái mắt này tuyệt vời nhờ. Mặt này già chun sụn này, này. Con này vàng như đồng. Đấy. Bệ đẹp quá. Có con tử kia chạy mềm mại đấy. Đấy, góc này thì đẹp kinh hồn. Này mày cắt đi lặp lại. Đấy, giờ đang nguyên ngoài bạn mới mua về, ngày mai để cắt làm lại, xử lý lại. À, lại có một cái đồ quý đây rồi, hôm nay lại xuất hiện. Con này là con đẹp này, ngày mai là con này là tốt trong vườn. Thân pháp đường chạy đẹp các bạn. Có cốt cách. Con này có đường nét. Chuyển biến con này cái, con này đẹp. Con này mai diện mới là con đẹp. Con này mai diện đẹp. Con này đẹp, có cốt cách đấy. Viên viên hộ tôi cái này cái để tôi quay cái thân pháp đường chạy. Con này đẹp đấy. Đó. Nào viên viên chỗ này gần. Mặt kia mặt chính nhé. Mặt kia mặt chính nhé. Viên cái này. Con này hình như con tán ngày xưa nhỉ? Tán ngày xưa. Con tán tầng thì chứ đây này. Cái phá mà nó biến hóa ghê không? Tán tầng. Ái chà, bẻ cái tay này là quăng ghê nhỉ? Quái dị lộn tung phèo đấy. À, cái tay ăn tiền rồi. Đúng là đường đùa F1. Chùn hết rồi. Được cái cục này này, đó, ăn tiền cục này này. Yeah. Ôi, già, nhìn cái bộ này đúng không? Cái này giữ được cái màu dễ đẹp đấy. Yeah. Đấy, già bên này, được cái cành bên này nó phóng ra. Một cái phôi lâm thân, cũng xanh lâm điền. Tán tầng. Cũng tán tầng con này à? À, được cái bên này thì được này. Đấy, cái già cổ. Phóng ghê. Đấy. Ừ, được cái phần chính của nó là già đúng không? Để y thân chính đấy. Thân chính. Có nào có giao lưu không? Có. Đọc giá cho anh em xem nào. Tiền trăm thôi. Ừ, đọc số điện thoại cho tôi cái. 0984 0984 25 8879. Rồi. Có gì anh em liên hệ với bạn Hùng nhé, qua số điện thoại. Bạn đang ở Thanh Chiểu, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Rồi, bọn sai xin Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.